Chào mừng các bạn đến với Overmore Việt Nam. Hôm nay rất là vui khi được gặp các bạn trong một cái không gian lạ hơn so với những video mà chúng tôi thường làm, đó là unbox xe. Và tôi thì hôm nay cũng thay vì lạch cạch để mà unbox những cái chiếc xe Marine thì tôi sẽ ngồi đây để mang đến các bạn một cái nội dung mới. Chúng ta có thể tạm gọi là một cái podcast để chia sẻ thông tin và cập nhật những cái biến động mới nhất trên thị trường xe đạp trên thế giới và tại Việt Nam. Chương trình của chúng tôi thì thường sẽ có những khách mời đến tham dự và chia sẻ cùng các bạn. Và trong một cái số đặc biệt đầu tiên thì tôi cũng rất là vinh dự được giới thiệu một rider rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Một người có thể nói là dày dạn kinh nghiệm, rất là sâu về kiến thức và đặc biệt là có một cái nhiệt huyết rất là lớn đối với bộ môn này. Đó là rider Ngô Minh Tú. Xin chào Tú. Vâng, chào anh. Cũng rất là vui khi mà được xuất hiện trong số đầu tiên của Overmore chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng như là những công nghệ mới nhất về MTB trên thế giới. Và hôm nay thì cũng hơi sorry mọi người vì mình mới bị F0 xong và cái giọng của mình nó hơi nghẹt, nên là mọi người xem mà có thấy lạ quá thì đừng cười nha. Ngoài cái lạ về 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 giọng nói này thì tôi đã thấy một cái gì đó rất là lạ về cái bối cảnh xung quanh của Tú. Thay vì một cái căn phòng nó hơi có nhiều đèn thì bây giờ chúng ta ngoài đèn ra có một cái luồng sáng rất là mới và một cái không gian mới thì Tú có thể chia sẻ thêm về cái không gian mình đang ngồi được không? Hiện giờ thì em đang ngồi ở nhà mới, tại vì sau một thời gian mà mình muốn quay thêm nhiều nội dung khác và về những cái sản phẩm thì nó cần một cái không gian rộng hơn. Sau đó thì trong thời gian vừa qua thì em đã đổi sang một chỗ mới và ở đây thì rộng hơn, có những cái góc quay tốt hơn và cái không gian nó phù hợp cho cái việc sáng tạo và nó cũng tạo cho mình nhiều cảm hứng làm việc hơn. Nên là sắp tới thì có lẽ sẽ có rất nhiều nội dung mới dành cho mọi người. Rất là phải nói là chúc mừng Tú với một cái không gian mới và hy vọng một cái không gian lãng mạn như Tú đang có thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những video và nhiều những cái sản phẩm sáng tạo hơn, hấp dẫn hơn từ từ Tú. Đây là một cái chương trình mới và như những điều mà tôi vừa giới thiệu thì là chương trình cập nhật về những công nghệ mới trên thế giới là một phần của cái podcast này. Trong thời gian vừa qua thì Tú có thấy một cái công nghệ mới hay một sản phẩm nào mới được được ra mắt và đáng để mong đợi không? Trong 2 năm Covid vừa qua thì mặc dù là nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng đạp xe trên thế giới, nhưng mà đặc biệt là trong cái việc về sản xuất linh kiện cũng như là ra mắt sản phẩm mới, nhưng mà thật sự là cho đến thời điểm này vẫn rất rất nhiều công nghệ cũng như là các thương hiệu mới được sinh ra. Nhưng mà xuất thân là một vận động viên trial bike thì em rất quan tâm đến với việc là những dòng phanh mới được công bố. Thì trong thời gian gần đây thì hãng Hope có công bố dòng phanh Tech 4, đó là một dòng phanh mới nhất mà mới chuẩn bị được bán thương mại trong thời gian sắp tới. Thì đây là một cái tin mà em đã rất là quan tâm, tại vì là cũng phải tầm 5-6 năm rồi Hope mới bắt đầu ra một đời kế tiếp của cái dòng phanh Tech. Hope là một hãng được biết đến là rất nổi tiếng và đã có những cái sản phẩm tuyệt vời cho ngành xe đạp. Phanh là một cái bộ phận đặc biệt quan trọng của hãng Hope và cũng gần như là một cái biểu tượng của Hope, đúng không Tú? Nhắc đến Hope thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến trục và nghĩ đến phanh, tại vì Hope là một trong những hãng có kinh nghiệm rất là lâu đời để sản xuất những cái dòng như vậy. Em cho đến thời điểm này thì em đã sử dụng đồ của hãng Hope cho là được khoảng hơn 12 năm, sử dụng từ những cái bộ phanh Tech 2, xong rồi đến Trial Zone Tech 3, và cho đến bây giờ thì sắp tới sẽ là Tech 4. Và thật sự là Hope là một trong những hãng phanh có độ bền và cái sự an toàn gần như là tuyệt vời. Mà ngoài ra nữa thì Hope là một trong những hãng sản xuất đồ cho MTB hoàn toàn gần như là 100% được làm bằng nhôm và phay CNC, nên là đó là một cái điểm rất là lạ so với các hãng khác.
Vậy thì là một người đã dùng qua những cái fan hope ấy, thì bạn vừa nhắc đến là có một cái sản phẩm mới. Khi mà nhắc đến sản phẩm mới thì chúng ta nghĩ đến ngay đó là chúng ta phải chi bao nhiêu cho một cái sản phẩm mới vừa mới ra mắt. Tú có thông tin mới gì về cái giá tiền của bộ fan này chưa? Thường thì khi mà hope ra mắt thì giá nó cũng sẽ không chênh nhau nhiều so với những thiết kế cũ, và năm nay thì em nhớ nó chênh khoảng 20 euro so với thiết kế cũ. Thì nếu mà vào các bộ phanh Tech 4X2 thì nó sẽ loanh quanh tầm 10 triệu, và nếu mà Tech 3E4 hay Tech 3V4 thì nó sẽ nhỉnh hơn chắc khoảng 2 triệu hoặc 3 triệu gì đấy, thì sẽ loanh quanh dao động từ khoảng tầm 10 cho đến 13 triệu không bao gồm đĩa phanh. 10 cho đến 13 triệu cho một bộ phanh à, đó là một con số khá là lớn khi mà nhắc đến một một chỉ là một bộ phận trên xe đạp thôi. Tôi cũng để ý là nếu mà khi mà mua những cái bộ group ấy thì thường là người ta tách rời cái phanh ra, tại vì giá trị của bộ phanh nó khá là lớn. Nhiều khi nó chiếm đến một nửa, nó bằng 1/2 giá của tất cả những cái bộ phận còn lại, bao gồm đùi đĩa xích rồi là gạt đề rồi là những cái bộ phận khác, nó chiếm phanh nó chiếm đến 1/2 giá trị cơ. Vậy thì là tại sao mà phanh thì người ta thường bán rời riêng và cái giá trị của phanh nó lại đắt đến như vậy, thì phải chăng phanh là một bộ phận cực kỳ quan trọng và phải chăng phanh là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hiệu năng khi mà chúng ta chơi xe? Cái này thì nó sẽ đúng khi mà với điều kiện là anh sử dụng những cái bộ chuyển động trung bình, thì phanh nó sẽ chiếm đến cái giá trị là khoảng một nửa. Nhưng mà đối với những cái bộ chuyển động mà cao cấp ấy, thì phanh nó chỉ khoảng tầm 1/3 tiền của giá trị của bộ chuyển động thôi. Và tại sao thường mọi người hay mua group tách lẻ ra là vì nếu mà khi mà group ấy thì mọi người sẽ đi đồng bộ, nhưng mà phanh thì đôi khi là ví dụ như mọi người đi group của Shimano, của SRAM, nhưng mọi người lại sử dụng phanh của Magura, sử dụng phanh của Hope, thì đó là những cái mà sự lựa chọn riêng của tùy từng người. Và thường thì em cũng hay sử dụng như vậy chứ không sử dụng phanh nguyên bộ của hãng. Hoặc là ví dụ như đôi khi là mình dùng một bộ chuyển động trung bình, nhưng mình lại thích sử dụng những bộ phanh cao cấp hơn, tại vì những cái dòng phanh cao cấp hơn ấy thì cái lực phanh nó rất là mạnh, và cái điều nó gọi là cái cảm giác mà khi bóp ấy mình cảm nhận được nhiều hơn, cũng như là độ bền nó tốt hơn. Ví dụ như một bộ phanh hốp mà anh đầu tư, anh có thể xài đến, nếu anh bảo trì tốt, anh có thể xài đến 10 năm mà không bị hỏng. Tú vừa nhắc đến hai vấn đề, đó là hiệu năng và bền, trên một đánh giá quyết định về cái giá trị của một bộ phanh. Vậy thì tôi vừa một xem một cái video, đó là chúng người ta so sánh trực quan về hai bộ phanh, một bộ phanh rất là đắt tiền và một bộ phanh chỉ tầm trung bình thôi. Thì đó là người ta cho hai vận động viên đạp trong cùng một tốc độ và phanh phanh gấp lại. Khi mà cái độ trễ, cái độ dơ đến khi mà chiếc xe dừng lại hẳn, nó có một cái sự khác biệt khá là lớn, có thể là gấp 2, gấp 3 lần. Ví dụ là một bộ phanh thì cái độ dê đến khi dừng hẳn là 1 mét, thì cái bộ phanh rẻ tiền hơn, cái độ dê đến khi dừng hẳn nó phải là 2 đến 3 mét. Đấy là một cái yếu tố tôi nghĩ là quan trọng để đánh giá bộ phanh, đó là cái độ độ trễ của phanh. Tú thấy cái này chuẩn không? Đúng không? Thực ra thì nếu mà đánh giá bộ phanh ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai cách đánh giá, một là lực phanh và thứ hai nữa là cái độ chịu nhiệt, tức là kiểu dạng overheat. Thì nếu mà trong những cái đường nào mà đổ đèo đổ dốc nhiều mà chúng ta phải sử dụng phanh ấy, thì bóp liên tục, cứ bóp nhả liên tục, thậm chí là tì một đoạn đường dài ấy, thì lúc đó là sẽ dễ nhận biết nhất cái hiệu quả của phanh đắt tiền cũng như là phanh rẻ tiền. Tại vì cái phanh đắt tiền ấy nó chịu nhiệt rất là tốt, thì đôi khi là mình tì có thể mấy cây số nó không bị cháy, nhưng mà với những bộ phanh rẻ tiền thì có khi chỉ cần một nửa cái quãng đường như vậy thôi nó đã cháy và nó nóng lên, nó không thể chịu được, và lúc đấy thì nó sẽ bị trượt. Thì đó là một trong những cái điểm mà khác biệt rất lớn giữa phanh đắt tiền và phanh rẻ tiền. Nhắc đến cái overheat thì chúng ta ở trong cái video mà tôi xem ấy, thì người ta khi mà cái phanh rẻ tiền bóp rất là chặt, sau đó thì người ta đổ nước vào thì thấy là cả cái bộ phận phanh và cái đĩa phanh nó bốc khói
nó bị quá quá tải so với cái sức chịu đựng của nó mà bốc khói lên khét lẹt. Đấy là cái mà chúng ta nên nên cân nhắc khi mà lựa chọn một bộ phanh để mà có một cái hiệu năng tốt. Và Tú thì có một cái video rất là hay khi mà làm cách nào để phanh ăn hơn, đó là đổ nước vào, đúng không Tú? Một cái tip rất là hay cho các bạn. Đúng rồi, tại vì là đôi khi là khi mục đích mà sử dụng phanh ấy, có những người người ta đạp xe, người ta chỉ đạp trong thành phố thôi, và một cái thời gian dài mà thường thì họ không đi trời mưa nên cái xe họ rất là sạch. Thì khi mà mình bóp phanh nhiều á, mình sẽ sinh ra những cái mạt ở trên má phanh, và những cái đấy đôi khi á là nó sẽ đến một cái giai đoạn nào đấy nó dính nước ấy, thì nó khiến bị trượt. Và cái việc mà rửa nước thường xuyên ấy thì nó sẽ làm trôi những cái cặn bẩn đấy đi và làm cho phanh mình luôn trong tình trạng ăn. Còn đối với những cái ai mà hay đi đường off-road ấy, mà họ rửa xe nhiều á, thì bản thân là khi họ rửa nhiều thì cái đấy nó đã ăn sẵn rồi, nên là mình sẽ đỡ hơn. Còn đối với bản thân em thì khi mà em chơi travel ấy thì em không chơi trời mưa, nên là đâm ra là cái thói quen của tất cả dân travel ấy, đó là rửa đĩa phanh thường xuyên để đảm bảo được cái độ ăn nhất định, nó không bị trượt. Một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời từ một rider về về chuyên nghiệp về về trail. Ngoài cái phần overheat này, cái phần về cái hiệu năng và chống cái trượt, cái độ trễ của phanh khi mà chúng ta dừng lại hẳn, thì cái trọng lượng của phanh và cái độ hoàn thiện của phanh đó có phải là những cái yếu tố mà cũng quan trọng không kém khi mà người ta nhắc đến một bộ phanh giá trị không, đúng không Tú? Cái này thì nó cũng đúng và cũng không đúng, tại vì là có những hãng thì họ đặt cái tiêu chí nhẹ lên hàng đầu, thì họ dùng những cái loại vật liệu như là nhựa tổng hợp ấy, để họ đánh đổi cái việc độ bền để lấy được trọng lượng. Nhưng có những hãng ví dụ như lại hốp thì họ sử dụng nhôm và phay CNC, thì thứ nhất là cái độ chính xác rất là cao, thứ hai nữa là phanh rất là bền và trọng lượng thì cũng tương đối là nhẹ. Khi chúng ta xét trên tất cả mọi thứ để dung hòa lại, thì cái việc mà một bộ phanh được sản xuất từ nhôm phay CNC như hốp thì nó là một bộ phanh rất là hoàn hảo. Nếu xét về độ bền thì trong tất cả những dòng phanh em đang sử dụng bây giờ thì hốp là hãng phanh có độ bền cao nhất. Và một cái chia sẻ rất là hay về về hãng Hope. Một cái bài báo khi mà tôi nghiên cứu về về phanh để làm cái chương trình này, tôi đọc một bài báo thì họ xếp 10 cái bộ phanh mà đáng mua nhất trong năm 2022, thì trong đó là 2 trên số 10 bộ phanh là đến từ hãng Hope. Ngoài hãng Hope ra thì chúng ta cũng có những cái hãng phanh rất là nổi tiếng, đấy là Shimano cũng là một hãng phanh nổi tiếng này, SRAM cũng sản xuất phanh rất là tốt này, Magura. Thì những cái hãng tôi vừa kể tên là đều là hãng 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 uy tín. Thì bạn có những cái cảm nhận gì riêng về về từng hãng không? Là Magura này, Shimano và SRAM. Thực ra thì cả bốn hãng phanh trên thì em đều sử dụng rồi và cũng đã sử dụng qua rất nhiều dòng rồi. Tiên thì chúng ta có thể nói đến Shimano. Shimano là một trong những hãng mà ở Việt Nam có lẽ là mọi người đã quá quen thuộc rồi. Phanh của Shimano thì rất rất tốt. Nó dung hòa được cái việc là dễ sử dụng, dễ bảo trì và dễ thay thế. Thay thế ở đây tức là mình có thể mua má phanh các thứ rất là dễ dàng, vì ở Việt Nam rất nhiều nhiều nơi bán những cái đó. Nhưng mà có một thứ em không thích ở phanh Shimano mới ấy, đó là cái việc họ thiết kế dùng cái tay trợ lực đòn bẩy nó ngắn lại, và dùng cái đấy thì thật sự là cái feel mà khi cái cảm giác khi bóp á, nó không được thích bằng cái việc là sử dụng tay phanh dài truyền thống như trước đây. Nhưng mà thật sự là Shimano là một hãng rất là tuyệt vời, và nó dành cho những ai mà không có quá chuyên sâu về kỹ năng cũng như là không đòi hỏi quá nhiều thứ, như chẳng hạn như 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 bản thân em thì Shimano là number one luôn, và mọi người nên nên sử dụng Shimano. Còn đối với SRAM, SRAM thì tiền thân của SRAM là Avid, và Avid thực ra rất là ngon, nhưng mà nó bị một cái nhược điểm lớn nhất đó là nó bị giãn ở dầu. Và phanh đấy được thiết kế đa phần là dành cho xứ lạnh chứ không phải là xứ nóng như Việt Nam, nên khi xài ở Việt Nam đến nó rất dễ bị giãn ở dầu, và nó khiến như là bị piston nó bị bó lại và chúng ta phải xả e làm dầu lại từ đầu. Và cái khi mà chúng ta bleed dầu á, thì làm Avid hay là SRAM á, nó đều rất là phức tạp và mất công hơn. Thì đấy là cái nhược điểm của SRAM.
Cái đấy là một cái nhược điểm rất là lớn mà đến đại diện của SRAM Việt Nam nó cũng rất là đau đầu cái vấn đề đấy mà cho đến thời điểm này vẫn chưa giải quyết được. Thứ ba thì là Magura. Magura thì là một hãng phanh của Đức mà đã rất 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 nổi tiếng trong giới mô tô cũng như là giới xe đạp. Nhưng mà cho mãi đến cái thiết kế gần đây thì bắt đầu họ mới thành công. Là như bây giờ mọi người đã biết là mọi người đang sử dụng các cái phanh như kiểu Magura MT2, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8. Thì đấy là đã cái thiết kế thứ hai của hãng. Và cái thiết kế đầu tiên của hãng ấy, khi bắt đầu mới ra mắt các dòng MT ấy, thì nó đã bị thất bại rất là lớn. Tại vì tất cả các dòng phanh đều bị mắc một cái lỗi, đó là lỗi chảy dầu. Nếu mà bây giờ có ai mà đang đi cái dòng MT thế hệ cũ ấy, thì mọi người sẽ thấy là phanh bị chảy dầu với oxy hóa rất là nhiều. Và cho đến cái thiết kế tiếp theo thì bắt đầu là hãng nó đã khắc phục được điều đấy và thật sự rất là ngon. Nhưng mà chỉ duy nhất một cái vấn đề, đó là nếu không có kỹ năng và chuyên môn mà để làm phanh Magura thì rất dễ có thể xảy ra hiện tượng là rách phớt khi bơm dầu vì dùng lực quá mạnh. Với thứ hai nữa là phanh Magura là được làm bằng nhựa tổng hợp, nên là trong những cái điều kiện mà các bạn bị ngã thì rất có thể là sẽ bị gãy tay phanh. Và gãy tay phanh thì rất nhiều trường hợp của Magura là nó gãy luôn cái phần để bắt cái tay phanh vào cái piston, và lúc đấy là chúng ta phải bỏ luôn cái tay đấy và để thay mới. Quay trở lại cái việc mà thay thế thì đó là một cái lợi thế của hốp. Hốp được làm bằng nhôm, phu nhôm hoàn toàn, rất cứng. Và cái chính sách của hốp đó là họ bán tất cả các linh kiện nhỏ và chúng ta có thể mua từng con ốc, từng cái lò xo để có thể thay được cái bộ phanh đấy. Nhưng mà thật sự là để gãy được một bộ phanh hốp nó rất là khó. Trước đây thì em có một bộ phanh Tech 3X2, em không sử dụng nữa và em nhượng lại cho mấy người bạn. Và cái bộ phanh đấy đến thời điểm này là cũng khoảng tầm 6-7 năm gì đấy. Qua đến mấy đời chủ và người ta ngã đến nỗi mà cái tay phanh đấy nó gập lại luôn, nó gập ngắn hẳn lại luôn mà nó không gãy. Độ bền rất là kinh khủng. Và trước đây ấy, là có những cái vụ tai nạn đối với rider, đó là họ ngã xuống, họ đập cả cái xe xuống đất nhưng mà phanh không gãy, mà thậm chí là cái tay phanh nó cứng đến nỗi nó còn đâm xuyên qua tay của họ. Thì thật sự là cái độ bền của phanh hốp rất là kinh khủng. Nên là nếu mà cho em chọn để sử dụng trong 4 dòng phanh đấy ở thời điểm này thì có lẽ là em sẽ hy sinh một chút cảm giác của Magura và một chút mượt mà của Shimano để sử dụng hốp. Và cái thiết kế mới của Tech 4 ấy, hiện nay ấy, nó có một cái rất là hay là cái tay phanh nó mềm mại hơn nó so với Tech 3. Tại vì ngày xưa khi mà em sử dụng Tech 3 mà em không thích ấy, là vì cái tay Tech 3 nó được gọt rũa, nó góc cạnh khá nhiều. Và nếu mà khi mà mình sử dụng phanh ấy, mà mình không có găng tay ấy, mà sử dụng lâu ấy, thì nó sẽ rất là đau tay. Thì lấy một cái điểm em không thích ở trên Tech 3. Và bây giờ khi hốp ra đến phiên bản Tech 4 thì họ đã làm một cái tay mới và nhìn nó rất là mềm mại. Em tin chắc rằng là khi sử dụng cái tay đấy trong thời gian dài lâu á thì nó sẽ không bị những cái hiện tượng như xài Tech 3 nữa. Nghe bạn nhắc đến phanh nào là cảm giác bóp nào là rất là mềm mại thì tôi lại liên tưởng đó như kiểu là tay của một người bạn gái, đúng không? Chúng ta cũng phải chọn một chiếc phanh làm sao mà, tại vì phanh nó là một cái bộ phận mà gần như khi mà phải đến 90% khi mà đạp xe chúng ta đặt tay lên. Tại vì phanh á, là một thứ rất quan trọng trên một chiếc mountain bike. Nó là một thứ không thể thiếu được, và đặc biệt với những ai đi off-road nhiều. Nên là có một bộ phanh tốt, nó cho mình một cái feel tốt, nó sẽ rất tuyệt vời hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta sử dụng một bộ phanh nó không đảm bảo á. Thì lúc đấy mình sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều đến cái việc mà khống chế tốc độ để làm sao để cái bộ phanh này nó kiểm soát được. Còn nếu mà khi mà mình ở một cái tốc độ cao quá và bộ phanh nó không đủ đáp ứng ấy, thì lúc đấy là chúng ta đang đặt cái tình vào một cái tình thế rất là nguy hiểm, vì lúc đấy nó không rất khó để có thể kiểm soát được. Đúng rồi, phanh dầu thì cũng giống như những người bạn gái ấy, khi mà khô thì chúng ta phải thay dầu và chúng ta phải bơm thêm dầu, đúng không? Cái việc mà để bleed dầu để cho nó không bị e ấy, thực tế là một việc rất là quan trọng. Tại vì trước đây vào năm 2018 thì trong cộng đồng rider thế giới thì có anh Kelly McGarry, thì anh ấy đã xảy ra một vụ tai nạn là anh ấy mất áp suất của phanh. Và anh lúc đấy, thời điểm đấy thì nếu em nhớ không nhầm là xe anh sử dụng bộ Shimano Sen 4 piston dành cho downhill, và anh ấy đã rớt khoảng 25m xuống và bị mất. Thì đó là một trong những cái tai nạn hy hữu nhất mà em biết liên quan đến phanh xe. Nên là cái việc mà thường xuyên bảo trì và kiểm tra piston các thứ rồi mà phanh còn hay không là một điều rất là quan trọng. Tại vì đôi khi mình cứ nghĩ là mình sẽ đi bình thường, không xảy ra cái gì cả, nhưng mà chẳng may trong một cái chuyến đi nào đấy mọi người đi lên những cái vùng như kiểu Tây Bắc các thứ, rồi mọi người đổ đèo á, và nó sẽ xảy ra những cái trường hợp lúc mà đôi khi mọi người không nghĩ tới. Nên là cũng trong cái khuôn khổ bài báo mà tôi đọc về 10 cái loại phanh tốt nhất, đáng mua nhất trong năm 2022 thì
ngoài hãng Hope ra có hai sản phẩm thì chúng ta có Magura cũng chiếm đến hai sản phẩm, và trên tay tôi hiện nay là một sản phẩm nằm trong top 10 những cái bộ phanh đáng mua nhất của năm 2022, đó là Magura MT Trail Sport. Bộ phanh này có giá là khoảng 6 đến 7 triệu tại Việt Nam tùy nơi bán. Thì chúng ta sẽ cùng xem là một bộ phanh 6 đến 7 triệu thì nó có những cái gì đặc biệt. Bộ phanh Magura này, đây là phanh sau có 4 piston và phanh trước có 2 piston. Tú có đánh giá như thế nào về cái bộ phanh này và vì sao người ta bình chọn có là một trong 10 bộ phanh đáng mua nhất? Tôi nghĩ là nó không phải là quá đắt, nhưng mà có lẽ là cái độ hợp lý với giá tiền của nó là cao, đúng không bạn? Cái bộ phanh MT Trail Sport anh đang cầm ấy thì nó là một cái phiên bản rút gọn của MT Trail Carbon. Cái phiên bản MT Trail Carbon ấy thì nó có giá là hơn 10 triệu và đó là một cái giá cũng tương đối là hơi khó tiếp cận. Thì sau đấy Magura ra thêm bộ MT Trail Sport. Và bộ này thì nó là một dòng line giữa XC và Trail. Tất cả bộ phanh này nó sẽ sinh ra dành cho để lắp những cái con xe suspension chẳng hạn như trail hay enduro. Thì với phanh trước thì sẽ là có 4 piston và phanh sau thì sẽ 2 piston. Có một số rider của bên em ấy chơi trail bike thì họ cũng sử dụng phanh này để giảm trọng lượng, thì họ lắp phía sau 4 piston và phía trước thì 2 piston, họ đổi ngược lại. Và với cái thiết kế tay mới này ấy thì nó sẽ khi mà mình sử dụng ấy, mình bóp á thì nó cảm thấy là cái lực bóp á nó mạnh hơn là với cái tay phanh truyền thống của Magura MT5, vì là cái giá của nó nhỉnh hơn so với MT5 nên là đa phần ở đây mọi người sử dụng lắp MT5 nhiều hơn. Thì đó là cái một phần nó liên quan đến về giá, nhưng mà nếu mà khắt khe về trọng lượng ấy thì chúng ta sử dụng MT Trail Sport thì chúng ta sẽ có trọng lượng nhẹ hơn. Tôi cũng chuẩn bị sẵn một chiếc cân ở đây và chúng ta sẽ xem thử xem chính xác là bộ phanh này có trọng lượng là bao nhiêu. Đầu tiên là nói về cái heo một hai piston, nói về heo piston hai piston thì về cái phanh và heo có hai piston thì trọng lượng nó là 243,9 gram, và bốn piston đó là 240 gram. Đó là một cái lợi thế rất lớn của Magura khi mà những cái dòng phanh trung cấp nó có một trọng lượng rất rất nhẹ so với những cái dòng phanh cao cấp, ví dụ như là Shimano XTR M9120 thì nó có trọng lượng khoảng vào tầm 270 cho đến 280 gram một bên, mà chúng ta sẽ phải bỏ ra một con số là khoảng 12 triệu để có thể sở hữu được một bộ phanh như vậy. Nhưng ở đây chúng ta có một lực phanh xem và tương đương, nhưng mà chỉ cần bỏ một nửa số tiền thôi. Thì Magura bây giờ họ đang làm rất tốt điều đấy, chỉ duy nhất cái vấn đề về độ bền thì nó là một cái sự mà đáng cân nhắc rất là nhiều đối với những ai mà chơi hardcore mà rất hay quăng xe, rồi chẳng hạn chơi trail như em ấy, cái việc mà đập xe kiểm soát ấy nó rất là khó. Thì đôi khi là mình rất muốn có một cái feel tốt như Magura, nhưng cái việc mà nó hỏng và nó hư quá nhiều, nó gây sự tốn kém ấy, thì bắt buộc mình phải lựa chọn sang một dòng phanh khác. Thì đó là cái mà rất là đắn đo giữa cái việc sử dụng Magura hay là Hope. Sau quá trình khoảng 6 năm em xài Magura thì trong thời gian sắp tới, thì sau khi mà Tech 4 ra thì dần dần thì em sẽ đổi hết tất cả các xe của em về sử dụng Hope Tech 4. Hy vọng là Hope sẽ sớm có mặt ở Việt Nam để phục vụ những cái nhu cầu khá cao của cộng đồng xe đạp đang ngày càng lớn mạnh, và đặc biệt những cái rider chuyên nghiệp và đầu tư cho bộ môn xe đạp có thể tiếp cận với Hope một cách dễ dàng hơn. Tú vừa nhắc đến cái độ bền và cái cảm giác khi mà dùng phanh, thì có lẽ là chúng ta nên có một kết luận là không có một cái bộ phanh nào mà có một cái sự hoàn hảo 100% cả, mà là mỗi cái phanh nó đều có một cái gì đó
nó hơn, và có mỗi một phanh có một cái gì đó nó chưa được tốt, và cái việc chúng ta sử dụng, chúng ta xác định rõ cái mục đích của mình là một điều rất quan trọng khi mà tìm đến một bộ phanh. Chúng ta không không quá là tại vì bốn cái hãng phanh mà chúng tôi vừa nhắc đến đều rất là tốt, và tùy theo cái nhu cầu và tùy theo cái sự hiểu biết cũng như là cái kinh nghiệm của mình, và đặc biệt là xác định rõ cái nhu cầu của mình để lựa chọn một bộ phanh, đó mới là cái phanh mà tốt nhất, chứ không phải là cái phanh mà chúng ta cảm thấy và nghe thấy nó tốt nhất là chúng ta bỏ tiền ra mà sở hữu, đúng không Tú? Đúng, cái này thì đồng ý luôn. Em đã từng chia sẻ với mọi người là không có một cái xe nào là tốt nhất, cái xe tốt nhất là cái xe phù hợp với bạn nhất. Tại vì nếu mà đưa khi chúng ta sử dụng những cái món đồ đắt tiền nhất nhưng chúng ta không hiểu về nó và chúng ta không hiểu nó đang ở trạng thái hoàn hảo hay chưa thì nó gần như nó không có cái giá trị gì cả. Tại vì là ví dụ như anh xài một bộ phanh, anh đang xài Magura chẳng hạn, xong anh chuyển sang Hope, nhưng mà khi anh bắt đầu anh sang và anh không tìm hiểu và anh bóp một phanh nhưng mà anh không để ý là cái việc của nó đã bleed dầu, đã hoàn toàn đã đẩy hết e ra chưa, thì bỗng một ngày đẹp trời anh thấy nó hụt, và như vậy thì nó lại cho anh một cái trải nghiệm không ngon bằng. Nên là chúng ta trước khi mà chúng ta quyết định là chọn hãng nào thì chúng ta nên biết là cái mục đích của chúng ta là gì, chúng ta tập cái nội dung đấy nó có phù hợp hay không, nó có phù hợp với túi tiền của chúng ta hay không, thì lúc đấy cái bộ phanh đấy mới là bộ phanh tốt nhất dành cho chính các bạn, chứ không phải là cứ đắt tiền đã là tốt. Không có người phụ nữ đẹp nhất, còn người ta gọi là cái đẹp nằm trên con mắt của kẻ si tình, thì phanh hay xe đạp cũng vậy, cái sự hoàn hảo nó nằm trong cái nhu cầu và cái thực trạng của chúng ta. Có một câu hỏi mà chúng tôi luôn dành cho khách mời mới đến với chương trình, đó là đến với chương trình này thì tôi muốn hỏi Tú, đó là giả sử trong một cuộc hành trình mà bạn đến hoang đảo không có ai, chỉ có một mình bạn thôi, thì bạn sẽ chọn chiếc xe nào? Chúng tôi biết là bạn đang cộng tác với Marinbike trong vai trò là đại sứ thương hiệu. Bạn không nhất thiết phải chọn Marinbike tại vì chương trình này là hoàn toàn không có một chút gì là quảng cáo đâu. Bạn thể trả lời rất là công tâm và rất là thực sự là đó là cái chiếc xe nào mà bạn lựa chọn khi mà đến một hoang đảo. Nếu mà chọn một chiếc xe mà để mang đến một hoang đảo, em nghĩ em sẽ mang theo một chiếc travel bike. Tại vì là đó là một chiếc xe mà có thể đi được đa các địa hình. Tại vì không phải ở đâu, đặc biệt là hoang đảo thì chắc chắn là sẽ không có đường mòn rồi. Nên là chúng ta sẽ có nhiều đá ở bờ biển, nên là mang travel đi luyện tập nó sẽ dễ hơn. Có lẽ là em sẽ chọn một chiếc travel bike của hãng Trailit. Thì Trailit là một trong những hãng mà Trail sử dụng công nghệ carbon để sản xuất xe và có chỗ đứng rất là mạnh trên thế giới hiện nay. Và hãng thì tuy là mới được ra mắt trong khoảng mấy năm gần đây nhưng mà đã được sự tin dùng của rất nhiều rider trên thế giới. Và em đang cũng khá là quan tâm đến hãng này và cũng đã có suy nghĩ là sẽ mua một chiếc để test thử xem là đi Trail carbon nó có sướng hơn đi xe nhôm không. Theo tôi thì bạn khi mà nhắc đến hoang đảo thì nhiều người sẽ nghĩ đến là phải mang một chiếc xe thồ đồ này, một chiếc xe có thể chở được rất nhiều thứ để đi kiếm ăn, để đi tìm những cái lối mòn để tìm nguồn nước chẳng hạn. Nhưng mà Tú có chọn một chiếc xe trail để vừa phục vụ mục đích là đi trên những cái địa hình mà chưa có đường xá, nhiều đất đá, và vừa phục vụ mục đích, theo tôi nghĩ là đến 80% là mục đích để chơi, để giải trí. Đó. Chúng ta có thể biết thêm một người khá là ham chơi và tay chơi, đúng không ạ? Sau podcast ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn đã có một cái nhìn khái quát hơn về phanh xe đạp và cái tầm quan trọng của phanh xe đạp. Với cái góc nhìn rất là chuyên nghiệp từ Tú thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn đã có cái lựa chọn riêng cho mình về những hãng phanh phù hợp với nhu cầu khi mà build một chiếc xe cũng như lựa chọn một chiếc xe phù hợp. Và đến đây chương trình xin được kết thúc, và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì thêm về xe đạp cũng như về phanh xe đạp hãy để lại comment phía dưới để tôi và Ngô Minh Tú có thể trả lời làm rõ hơn cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo.